Người thứ ba thì mới phát hiện thêm một cái cô bên tay phải nữa, là cách mấy cái hẻm nữa, là cô đó cũng chết chồng trong tổ dân phố không ha. Đó thì lúc đó, từ bắt đầu đó là mình bị trầm cảm mà không biết để thuốc ra thì uống vô, chồng không cho vô nhà luôn, mới nói là thôi để cho nó chết đi, không có chở đi bệnh viện. Thì lúc đó em bé lại thức dậy khóc, cái tự nhiên mình cảm thấy giữa cái sống và cái chết, mình chết thì mình bỏ con mình cha. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Người Thứ Ba. Hai đứa sống thử, có một hai lần gì đó mà dính bông, sau đó về quê đám cưới. Mình ở quê và ảnh đi vào lại, ảnh đi vô lại thì ảnh mới quen lại cái người phụ nữ này. Thì cái người em đó mới viết thư về nói với mẹ của cô đó một lần nữa. Thì mẹ lúc đó mẹ nó mới xuống nói với mẹ mình là thằng đó nó ở trong đó nó có bồ, mà cái nó ý nó lừa mình đó. Cái là hồi đó không có đi xuống với nhà ba mẹ chồng nói, thì vì cưới là ở trên nhà mẹ thôi. Cái xong ảnh về, anh về thì nó ở, thì nghĩ là nếu như mà ảnh bỏ mình rồi á, ức quá, cạo đầu xong ảnh về, em xin em bé ảnh về anh ở biết. Thì ở quê đâu có làm gì, ảnh ở trong này bỏ bê thì thôi để anh đi vô lại. Ba mẹ ảnh nói là nhất định là coi đây là con dâu thôi chứ không có đứa khác đâu, con yên tâm. Đó là ba mẹ ảnh nói, ba còn mẹ ảnh thái độ ảnh thì sao? Rất là tốt, về ở đó bao nhiêu tháng năm mà, thì thấy tội quá. Thì tới xin em bé là tháng giêng năm sau, ra Tết ảnh mới về. Sau này mới biết cái cô đó người Huế cũng theo về ở ngoài nhà luôn, nhưng mà giấu không biết. Cô kia có biết anh này có vợ có con rồi biết không? Tới cái ngày đám giỗ thì thấy mọi người xì xầm mà giấu, tức là mình đi tới thì lại không nói nữa. Mà hồi đó nghèo lắm, nghèo là nghèo. Cái định sau cái đám giỗ đó thì mới lăn la mới nghi, rồi mới hỏi chuyện cái cô em dâu. Thế tự nhiên cái cô kể ra, trời ơi, cả thế giới sụp đổ. Cái xong cái ngày hôm đó thì có cái con bà thiếp ở ngoài Đà Nẵng đó mới biết được cái vợ hai cái người này thuê nhà ở ngoài đó, mới về nói là bây giờ tôi phải dẫn chị ra để chị bắt bằng tay. Xong rồi ẵm con đi ra cái ở nhà thím. Cửa sổ mở ra, mình nhìn qua cái cửa sổ mình thấy đồ chồng mình treo đó luôn. Cảm giác lúc mà mình nhìn qua cửa sổ nó như thế nào? Cái lòng mình nó đau dễ sợ luôn, không khóc được. Tối nó về khóc quá trời luôn. Đúng rồi. Ta tức con này quá, ta phải đi tạc axit. Cái mà nó thôi đừng có làm mấy cái chuyện đó, tạc axit rồi tội người ta, với lại cái này là do chồng con chứ đâu phải do người ta. Cái bà thím bà kia không, để cho tao làm cho, đi mua vôi á, quậy lên. Một phụ nữ mỗi miền sẽ có mỗi một cái chiêu đánh ghen. Cái xong rồi cái tới sáng ngày mai chồng qua, em ở đây đi, anh qua anh gom đồ về, anh biết lỗi rồi. Anh có nói lý giải vì sao ảnh với cái cô kia hình thành cái mối quan hệ không? Nó là nó đu theo từ sáng trời tới chiều tới tối, tới qua ngày mai, tới qua ngày mốt, tức là mất tích luôn. Cái nghĩ thôi đi về, mình đi về mình đợi đi. Đi về đúng một tuần sau ảnh về, cái mà đến lúc này vẫn chưa cho cha mẹ chồng biết nha. Đó, nãy giờ em định hỏi là ông bà nội phản ứng như thế nào? Mình giấu, về thì mới hỏi tại sao. Cái anh nói là nó nói đi nói chuyện này kia khác nọ, xong rồi nó nhốt anh ở khách sạn á. Nó không cho anh ra, tin tha thứ luôn. Cái nhớ 29 Tết, 30 Tết mua đồ về cúng, để cúng giao thừa, để cúng đưa ông táo rồi cúng gì thừa. Rồi đi nguyên đêm không về luôn. Ngoại cũng không dám nói, bên gia đình chồng cũng không dám nói. Có thậm chí đêm mà mình phải đi kiếm thì mình phải cầm thêm một con dao, vì sợ ma, mà ở quê sợ ma lắm. Sau này mọi người nói là mình xách dao chém anh đó, thì sau này người ta đổ cho mình như vậy. Tình ai ly gian. Ừ. Lúc đó trong đầu mình nghĩ cái gì khi mình biết chắc là chồng đã có một người phụ nữ bên ngoài? Tình cảm thì lợt lạc, anh lại ít về nhà. Hồi đó một cái dịp quan trọng cũng mất tích. Vậy thì lúc đó trong đầu của mình hình dung về cuộc sống của mình và những ngày sắp tới nó như thế nào? Nó quá bế tắc luôn. Ức kiểu gì tối nó không về, tối 30 Tết không về. Thế xong 5 giờ sáng ngày mùng 1, nguyên đêm nó không ngủ. Xong có 5 giờ sáng, nghĩ sao không biết, ra tìm thấy cái chai thuốc rầy. Mà nó còn có xíu không có uống được, cho nên phải đổ thêm nước vô thì uống vô. Mà mình nhịn đói mà, từ hôm qua hôm nay nhịn đói em bé bú, cho nên nó ngấm rất là nhanh. Xong rồi cái em, khi mà thuốc rầy nó vô trong người mình thì nó làm cho mình ói. Nó ghê lắm, nó bủn rủn tay chân rồi nó ói. Thì lúc đó em bé lại thức dậy khóc. Cái tự nhiên mình cảm thấy giữa cái sống và cái chết, mình chết thì mình bỏ con mình cha. Sau cái bò qua nhà hàng xóm kêu. Xong rồi gia đình chồng không cho vô nhà luôn, ở ngoài đường ngã ba đó, không cho vô. Mà lúc đó ông già mới nói là thôi để cho nó chết đi, không có chở đi bệnh viện. Vì sao? Không biết, lúc đó mình không biết. Cứ người hàng xóm chở đi, may ổng chở đi mới là sống đó, chứ ổng không chở đi là chết mất rồi. Thì cái nghe xong khúc đó rồi là khúc nữa thì không biết nữa. Từ đến lúc tỉnh dậy thì nó nằm ở bệnh viện. Tức là nhà chồng đã biết anh này có bồ rồi, nhưng mà người này giàu có,
Chị biết tại sao em không ngạc nhiên không? Bởi vì không có lý do gì mà một nhà bà thím biết, cô em dâu của mình biết mà ba mẹ chồng mình không biết, trong khi đó là chị em bạn dâu ruột. Vậy thì chỉ có một cái cách, đó là họ chọn cái cách im lặng hoặc vờ như là không thấy. Đúng rồi. Và lý do thì sau này mình biết được là vì cô bên kia quá giàu, có tiền, nói chung rồi, là khá giả. Cái xong rồi sau khi ở bệnh viện về thì nhà mẹ đưa về nhà, không đưa lại nhà chồng nữa. Mùng 5 tháng 5 là anh lên anh xin lỗi rồi này kia, em gái, nói chung là gia đình lên xin lỗi. Mẹ đó nói nếu mày xác định mà thương vợ thương con thì ở đây chứ không được về dưới nữa. Cái anh chấp nhận ở đó mấy tháng đó. Cái tự nhiên gia đình ảnh á chạy lên nói là ba bị đột quỵ, nhưng mà đâu có đột quỵ đâu, nói dối vì cái cô nó vô. Cái ảnh về một tháng sau ảnh lên lại, thôi bây giờ hai vợ chồng quyết định vô Sài Gòn. Thì mới một lần nữa bà chị chồng với lại ông anh rể đi ba chiếc xe máy, đi ba chiếc xe để lên chở ông này nữa đó. Cái lên la sùm luôn, cho nên mình sợ xấu hổ với hàng xóm, thôi để anh về đi. Cái anh đi bằng chiếc xe đạp, nhưng mà trong lòng mình vẫn nghi ngờ. Cái để cho ông đi khoảng rồi cái mình mượn xe mẹ đạp theo, cái mình phi xe mình đi nhanh mà, phi xe theo rồi lên dốc gặp ngoài đó. Thế là hai bên giằng co, trời ơi, tự nhiên cái bên kia không biết ai quấn mình té xuống xỉu. Chứ làm sao mình giằng co lại người ta, người đúng ta rồi. Đông hơn quá cái trời. Tự nhiên cái té xuống xỉu. Xong cái anh vừa dậy, anh nói thôi bây giờ nếu như vậy để anh về anh sẽ giải quyết một lần triệt để, rồi anh lên xe hai vợ chồng đi luôn. Cái mình nghĩ lúc đó mình vẫn thương chồng, mình vẫn bao dung, mình chỉ vẫn có nghĩ là thực ra lúc đó anh cũng có thương chị. Thương thật. Cái đi, cái thả cho đi về. Cái mình nghĩ thôi mình đạp xe về. Anh trai với chị dâu á nói thôi bây giờ em để bé ở đây đi, anh chị lo cho, em đi Sài Gòn ở đi, cái đó không ở đây nữa. Và lúc đó mình đi một mình hay với chồng? Đi một mình. Vì anh ta đi luôn rồi mà, chờ 5-6 ngày không phải lên, là anh ta ở với cái người đó và dắt em bé ở với cái người đó luôn. Sau đó thì năm 99 mùa đó, lúc đó ảnh lên, ảnh chở con lên nhà chơi và anh ta nói là anh ta dứt khoát rồi, anh ta vào Sài Gòn để làm lại. Thế là hai vợ chồng kết nối lại sau một năm, sau mà làm nhà. Lúc đó là ảnh cắt đứt hẳn với chị đó rồi. Và lúc đó mình tin? Mình tin. Và bởi vì rõ ràng có cắt đứt. Đó, cắt đứt rồi, cắt hẳn luôn rồi. Và sinh em bé là đến tháng 9 là sinh em bé, là em bé trai đó. Thì lúc đó thì mới đưa đi tu nghiệp ở nước ngoài. Đi qua bên đó làm, gửi tiền về. Tháng nào cũng có gửi tiền về để cho ảnh. Lúc đó là ảnh bế tắc, ảnh không có làm được, gửi về đủ cho anh xài thôi, chứ không có lo cho con ăn học thôi. Thì mới phát hiện thêm một cái cô bên tay phải nữa, là cách mấy cái hẻm nữa, là cô đó cũng chết chồng. Trong tổ dân phố không ha? Đó là bên này là cách một cái hẻm, bên này thì phía sau nhà. Dạ. Yeah. Là Tết cái năm 2003 đó thì cái cô đó mới dẫn con trai mình về quê. Thì mình hai người hẹn hò đâu rồi, anh chàng này mới dẫn con trai về quê mình ở lại. Thì có cái cô đó nữa, thì lúc chở vô á là gửi con cho cái cô đó chở vô. Mình nhìn một phát mình biết luôn. Xong mình về mình me con mình hỏi cái nó kể rồi hết. Rồi xong biết thêm nữa, và điều tra ra thì mới biết là cô cậu quen nhau cái lúc mà đi họp tổ dân phố rồi giải tỏa. Em nói đó. Tổ dân phố mà nó trúng vậy luôn đó, hả chị? Đi họp để cái lúc mà giải tỏa đó. Cái sự kiện được coi là nước tràn ly để mình quyết định rời khỏi cuộc hôn nhân quá mỏi mệt. Đúng mà rồi. Rời rạc có nghĩa mấy là, năm là có nghĩa là gì? Lúc cái nguyên nhân để mình ly hôn á thì trên phòng nó có 3 phòng. Là lúc đầu á là phòng đầu á là con trai với ảnh ở, phòng giữa là con gái và phòng cuối là cái phòng hồi xưa á, là bây giờ là mình ở. Cho nên nó không có cửa, cho nên có cái rèm luôn thôi. Thì một ngày đẹp trời nọ, anh ta đi nhậu về và anh ta chưa đó nằm. Mình lên mình kêu anh ta không dậy, và anh kéo mình luôn, nếu là muốn ở với mình á, mình cự tuyệt luôn. Thế là anh ta cắn rất là lỗ tai, đây là bằng chứng. Cái mình la lên, ơi cứu mẹ với, cứu mẹ với. Cái xong mỏng mà bung ra cái mình bay từ trên lầu bay xuống là nó cầu thang gỗ. Nó gãy cầu thang gỗ luôn. Lúc đó có thằng cháu chồng, nó chở đi bệnh viện. Chở đi bệnh viện mà cái này sức ở nhà không tiêu rồi. Ra mà người ta đâu có may được đâu. Người ta tiểu phẫu thôi, xong xuống bệnh viện 115. Cái anh qua anh mở hết, lấy giấy tờ ly hôn là bằng cấp của chị. Anh lấy hết, lấy sạch sẽ luôn. Mọi rồi, thứ lấy mọi hết. Mọi một quyết định anh lấy hết, giếm hết bằng gì? Mục tiêu của anh là gì? Anh muốn níu kéo tiếp. Níu kéo tiếp. Và anh la mọi người, anh la hàng xóm rồi nó là nó đi theo trai, tôi cung phụng nó này kia khác nọ, bây giờ nó lấy xe rồi đi theo trai. Mình đã từng có những cái điểm yếu để ảnh bắt thót đó. Đó là sự sợ hãi với dư luận. Đúng rồi. Với sự đánh giá của cộng đồng. Đúng rồi. Thế thì khi mà mình tung hê hết mọi chuyện, và khi mà mọi người bằng một cách nào đó mọi người biết hết mọi chuyện, cái cảm giác của chị
nó có phải là một cảm giác được giải thoát không? Có, xong rồi anh ta vẫn không chịu nha. Chị viết cả những cái gì chị ở với anh từ đó đến giờ, chị viết thành một quyển và chị in ra rất là nhiều quyển, chị đóng lại và chị tặng cho mỗi người một quyển đọc đi. Và bây giờ vẫn còn để nhà mấy quyển. 20 năm trời nhìn lại, cái giông gió chính trong đời sống hôn nhân của mình, nó là do người thứ ba mang tới hay là nó nổi bão tố ngay từ bên trong? Do người thứ ba mang tới. Và bên cạnh đó thì cũng có tác động ở bên ngoài nữa, là bên gia đình chồng. Mình nghe được một câu nói của một cái người em kể lại, nó là thôi bây giờ bỏ vợ mày đi, nó uống thuốc rầy tự tử rồi á, mai mốt là nó sẽ ung thư trong ruột á, nó phá ghê lắm, mày ưng con này á, nó nuôi mày như cún á. Nói một cách khác đi thì chị, em không biết chị có Phật lòng không, không, nhưng mà nếu như người ta nhận ra rằng là việc anh quay trở về với chị bởi vì đơn giản rằng là anh được sung túc trong cái mối quan hệ này và chị là người tự nguyện để cho anh hưởng thụ cái sự sung túc đó, còn bên ngoài kia không phải là con không có người tốt hơn mà là không có người nào đủ nhân ái để làm cái điều đó với anh, thì chị nghĩ sao? Chắc là từ nhà nói đúng đó. Có thể là như vậy, bởi vì mình ảnh có thể đi đâu hoặc làm gì, thậm chí là nói thật ở đây 20 năm chỉ duy nhất có một lần cầm tiền, mà cái tiền năm đó là chị có bỏ vào, chứ còn hồi giờ làm không có bao giờ quan tâm chồng nó đưa cho mình bao nhiêu tiền, không hề. Nhưng mà nhìn lại tổng thể cuộc sống thì rõ ràng là nó là một phần trong cuộc sống của mình, thì nó có những cái tác động để nhờ nó mà mình có lại những cái phần khác còn lại. Dạ. Yeah. Nên vẫn lời hả? Lời không? Lời được hai đứa con. Vậy thì một cái câu hỏi luôn rất là ổn định, khi chúng ta đã trải hết lòng mình ra với mọi người rồi thì chị có muốn bật đèn không? Vâng, chị sẵn sàng, chị đối diện. Và bây giờ thì xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ chúng tôi để có thể nhìn được khách mời trong khung hình một cách rõ ràng. Và bây giờ thì đèn đã bật sáng, xin mời chị sẽ giới thiệu về mình một lần nữa với quý vị khán giả. Chào ban biên tập chương trình cũng như là tiến sĩ Tôn Nha. Mình tên là Sương, mình đến từ Quảng Nam và mình đến đây để nói về câu chuyện của mình từ đầu, trải lòng từ đầu tới cuối. Và mình cũng muốn nhắc nhở tới những chị em phụ nữ và đem mang đến một cái thông điệp, tức là hãy sống về cho bản thân mình, đừng vì một cái nghĩ về cho gia đình hoặc là cho ai đó mà cam chịu. Bây giờ là thời đại 4.0 rồi, cho nên mọi thứ đều có thể giải quyết. Và nếu như mình nặng lòng hay là cái gì đó thì cứ tìm tiến sĩ Noia hoặc là những tiến sĩ khác để tư vấn. Có hai điều trước khi chúng ta chia tay với nhau mà trong thời lượng của chương trình đã hết rồi. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.